Nói cái gì ông ấy cũng ca cái gì giật lộn đi giật lộn đi thôi đi giật lộn thôi đi một bà để bán hộp vịt lộn á vịt lộn đi cái bà xôi đó xôi đi giật lộn đi thôi đi rồi mày đánh nhau hoài vậy. Nó càng nói nó càng quýnh. Bà cứ thôi đi hoài nó cứ quýnh.